Hello và chào mừng các bạn đã cùng đến với tập 20 của Minecraft YouTuber Pixelmon, và mình là Geocat. Ok, các bạn có thể thấy sau lưng mình đó chính là Rudon dạng nguyên thủy, gọi là đây là Rudon lửa băng mình đã bắt ở trong tập 19 lần trước ha. Đó, các bạn thấy nó ngầu chưa? Và theo như mình thấy thì cái dạng nguyên thủy của con Rudon lửa băng này nó không đẹp bằng cái dạng thường nữa các bạn ơi. Đây nè, mình sẽ cho các bạn xem cái dạng thường nè. Đó, cái dạng thường mình thấy là nó mấy cái màu neon nó đẹp hơn ha. Màu xanh dạ quang nè các bạn. Đấy, đẹp cực kỳ luôn, con mắt còn có cả một cái cục lửa nữa, gọi là lửa băng cool gas gì đó. Y chang luôn. Đó, rất là đẹp luôn ha các bạn. Và đây là một trong những cái con huyền thoại khá là mạnh ở trong cái bộ sưu tập của mình. Đấy, đợi tí nữa, ở trong tập trước mình gọi là đánh hả, đã ngang cơ với TL rồi, và trong tập ngày hôm nay mình sẽ cố gắng gọi là chiến thắng TL cho bằng được. Ok, từ từ mình sẽ đổi qua cái vòng đi. Cái vòng khó thấy quá, mình sẽ đổi qua mắt kính Mega đi ha. Hay vậy nhìn cho nó ngầu giống như là hả biệt đội hoa tiễn vậy đó. Ok, và trước khi các bạn xem tới đây rồi thì như thường lệ các bạn đừng quên cho mình xin giúp một like ở trong video này. Hy vọng là video này trên được 3500 like để mình có tiếp thêm những cái động lực mới để mà mình làm ra những cái tập mới hay hơn cho các bạn xem. Và bạn đã ấn đăng ký rồi hãy nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi mà mình ra video lúc 6 giờ chiều hàng ngày trên kênh Geocat. Còn bây giờ thì đi mở quà thôi các bạn ơi. À đúng rồi, trước khi mở quà thì mình thấy ở đây có một cái cục đỏ đỏ gì nè, nó xếp tặng quà Geocat nhân dịp quay trở lại. Ok, hiện tại trong server chỉ có mình với TL thôi, tí nữa mình lấy quà xong mình sẽ đi thách đấu với TL nha các bạn. Lần này mình sẽ trả thù mới được. Ok, tí nữa sắp xếp đội hình sao. Rồi bây giờ mở quà thôi các bạn ơi. Ôi lần này nó xếp tặng mình gì đây, Ultra Ball nhiều vậy. Wow, ơi quên đếm là được bao nhiêu quả rồi. Ở đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. À, 12 nhưng là một chỉ là chỉ có 24 quả thôi đúng không? Rồi. Ở đây là có Sunganium nè, này nó set có rồi mình định tặng nhưng mà nó set tặng cho mình luôn. Isium Z và Alorizium. Ui, cái này là đá Z mới không ta? Rồi cũng được, nói chung là cảm ơn nó set nha. Vì tấm lòng khá là tốt. Ui, tặng mình cái này để mà mình đựng đồ đấy các bạn, giống như cái ba lô gì đó. Ok. Tại đây. Ba lô thì để đồ linh tinh vô trước cái đó. Đấy, ok. Sẵn để cái huy hiệu lửa này của mình nè, ai đánh thắng mình thì mình sẽ đưa cái huy hiệu đó cho. Thôi chết rồi, ở đây chúng ta còn huy hiệu lửa thứ hai nè. Rồi, ok, không biết mấy youtuber kia có hay không nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ mở quà do những bạn fan tặng. Ok, không biết là ngày hôm nay là những món quà gì đây mọi người, mình rất là háo hức đây. Ok, mở thôi. Gì đây? Mấy cái miếng red pokeball red. Rồi, và một số kẹo, được bao nhiêu kẹo? Ôi, hai kẹo rồi đúng không? Để đây, từ từ mình cắt cái số kẹo cũ mình đi qua đây đi. À, đây ok. Rồi mở thứ nha. 4 6 9 14 16 18 và 20 kẹo các bạn ơi. Ôi đợt này có vẻ như là kẹo hơi ít nha, nhưng mà thôi không sao, miễn là mấy bạn fan có bình luận bên dưới tặng quà mình là vui rồi. Các bạn có thể bình luận những cái cúp á hoặc là những cái huy hiệu màu đỏ để cho mình có thể có những cái đó nhiều hơn. Hệ thống sẽ cập nhật cái đó nhiều hơn để mà mình tặng cho mấy youtuber khác nha các bạn. Ok, đây rồi, đây có ui một cái cần câu super rod và một cái cúp, một cái máy ảnh các bạn ơi. Ơi máy ảnh này hình như hoạt động được nè, nhưng mà mình không biết cái cách chụp như thế nào các bạn. Đây nè, mình có thể mở được máy ảnh rồi nhưng mà không biết chụp lại như thế nào. Chắc là bị lỗi gì đó. Ui máy ảnh chụp từ xa được luôn các bạn ơi, chụp mấy cái con pikiot nè, gì đây mấy con chim én nè. Ui nhà mình cũng đẹp phết nha. Ui nhưng mà chụp không biết chụp bằng cách nào các bạn. Mình nghe nói Phúc KT cứ chụp được nè, để mình chắc là mình sẽ qua hỏi. Bạn nào biết thì chụp được thì bình luận bên dưới nha. Hoạt động của cái camera này như thế nào đây? Camera ở trong mod này có sẵn luôn nha các bạn, không phải mod riêng lẻ gì đâu á. Rồi, với lại một cây cần câu và một chiếc cúp. Chiếc cúp này đừng đặt ra nha, đặt ra là đập bị hư luôn á các bạn. Chúng ta phải đem thêm một cái khung. À, từ từ coi, là mình sẽ lấy da bò mình làm cái khung để mà mình treo cái cúp lên. Đấy các bạn biết làm gì không? Để mình cho các bạn xem khi mà mình sẽ tạo ra một cái giải đấu giữa các youtuber. Ok, thì bạn nào người nào mà gọi là top ở trong đánh thắng tất cả thì sẽ nhận được cái cúp này và treo lên đó. Hy vọng là mấy bạn bình luận cái cúp này nhiều hơn ha. Rồi để nào mình sẽ treo lên nha. Ok, đây là ví dụ thôi nha các bạn. Đó, giống như là nhà vô địch là hay có mấy cái cúp này lắm nè. Mình sẽ treo cho mấy thanh niên nào mà bây giờ tạm thời mình để đây đi.
À, sau đó mình sẽ tổ chức một cái giải đấu hả, hoành tráng nhất ở trong server luôn. Còn tạm thời thì chưa đâu. Chắc là bây giờ phải đi, đi bắt Pokemon các bạn. À quên, đi qua tặng quà lại. À, lần trước là mình đã phát hiện ra hung thủ đập nhà mình ở đây rồi, đó chính là Nosset. Do mấy bạn fan bình luận nè. Cuối cùng thì mình cũng đã biết. Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm một cái rương tặng quà cho Nosset nha. Món quà lần này thì sẽ là những cái món quà rất là khá là bá đạo luôn. Đây đây, mình sẽ lấy những cái hả lạ lạ nhất tặng cho Nosset. Đó, như là mấy cái này nè, thấy không các bạn, thấy ghê chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ bay qua bển. À, chúng ta sẽ bay con này đi. Con này bay hơi củ chuối nha. Cưỡi Rudon còn có lý hơn nữa các bạn, thôi đi bộ đi. Đây, sẵn mình qua mình đập nhẹ cục luôn. Trả thù nó shop mới được các bạn. À, lần trước dám join mình ngay cái shop, để tí nữa mình ra mình cho các bạn xem. Ok, đây đây mình sẽ tặng quà ở đây đây, mình đặt ở đây luôn. Đặt cái biển lên. À, tặng quà no shot by Geo Castle, thấy không? Để vô như là len nè, đá nè, mấy cái cục đá nè, phiến gỗ nè, đó giống như là mình có cái gì mình vứt vô hết gì đó. Màu xanh thì tặng cho cục màu xanh, tặng cho cục cái bàn, tặng cái bàn nha, tặng ít hạt giống nè, tặng cho một cục đất nữa nè, đó các bạn thấy mình tặng quà hợp lý chưa? Một cục bích tông nữa nè, đó. Với lại một cái cục đá nè, một cục khoáng thạch nha. Rồi ok, tặng cho một ít củ dền để mà về nướng luộc xào gì đó. Đó ok chưa, tặng thêm hạt giống nữa nè. Rồi đó, món quà này có vẻ như là khá là hấp dẫn. Đây mình sẽ đập lên một cục nha. Ok, đập cục này thì chúng ta sẽ để vô đây, chúng ta tặng luôn, để đây luôn. Rồi đi thôi các bạn ơi, ở đây hồi mất công à, nó xếp vô là bị phát hiện mình đó. Mình coi cái bẫy lần trước mình bị chôn khá là ngu người luôn các bạn. Ổng xách mình tưởng nó không phải bẫy, mình mở ra hai lần luôn, ngu thật sự. Để coi coi, đợt này cái bẫy, ui cái bẫy vẫn còn anh em ơi. Đập thôi, mất công mấy người sau thì đến nó bị dính nữa các bạn. Rất là không may đâu đấy. Bẫy nè, thấy chưa, rất là nguy hiểm. Em thử cục đá xuống coi. Ui mình mở, ơi ổng xách lại dính bẫy nữa rồi. Đây mình sẽ TP về. Đó, được hết, được hết. À, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi thách đấu với TL rồi sau đó chúng ta sẽ đi bắt mấy cái con gì các bạn biết không? Mình có cái cần câu rồi nè. Sau đó chúng ta sẽ đi lại đầm lầy và chúng ta câu ếch ninja lửa băng. Nghe nói là mới cập nhật thêm con ếch ninja lửa băng đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi bắt nha. Hình sư sẽ bắt dính. À và mình có cái trò khá là vui với cái cần câu này các bạn xem nè. Đó, mình có thể câu được mấy cái con chim bay trên trời luôn các bạn, thấy ghê chưa? Hợp lý chưa? Thôi, đùa thôi. Giờ mình sẽ qua nhà TL và mình thách đấu với TL nha các bạn. Ok, đi thôi. Ok, các bạn ơi. Bây giờ chắc là TL đang ở nhà rồi. Nhưng mà mình sẽ đi qua bển. Ê, 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 chạy xe đạp, chạy xe đạp á. À, xe đạp này tôi lụm dưới sông gì hôm qua ông lấy xe đạp của tôi, ông chưa trả nữa đây. Tôi lấy hồi nào, ông có bị nhầm không? Tôi làm gì lấy xe đạp của ai? Ủa, phải không ta? Phải không? Rồi, ôi, nhầm, sorry nha, sorry. Rồi, đây. Đây, cái gì mình đây? Tôi định tìm ông đây nè. Ok, cảm ơn ông nha. Còn có một em Pokemon nữa, ghê lắm nè ông ơi. Cái gì vậy, Pokemon gì? Đấy. Ui. Lugia hắc ám. Ui, cái bụng nó có cái huy hiệu hắc ám kìa ông. Đâu. Đây nè, xuống dưới đây xem nè, đẹp lắm. Tôi chưa đi. Rồi luôn, nó nằm xuống luôn rồi. Thanh niên này. Ôi, thanh niên mập ghê luôn. Rồi, trời ơi, 6 múi. Ui, 6 múi hả? Ôi, thanh niên Lugia này có 6 múi. Ui, nhìn mở mở vậy mà tới 6 múi luôn. Thanh niên này là tôi bắt bằng cái bắt bò hôm qua ông đưa tôi đó. Ê, tôi tặng ông đây, thấy món quà hôm qua như thế nào? Quá tốt luôn, quá tốt luôn. Ê, đúng rồi. Đấu cái nhẹ cái nhờ. Ok, tôi định tìm ông để đấu đây nè. Ok. Ngày hôm nay tôi sẽ phục thù mới được. Ok luôn, được luôn. Ok. Ông muốn đánh hết nguyên một đội hình hay là ông muốn đánh kiểu ấy? Đội hình luôn đi ông ơi, đội hình phục thù được chứ. Đội hình thì tôi lấy đúng đội hình của tôi ra nè. Đây nè, và tôi ngày hôm nay nếu mà ông thắng tôi sẽ cho ông cái này nè. Cho từ, tôi gì đấy? Từ từ. Đây, cái này một cái huy hiệu mới nha. Huy hiệu mới nữa. Đây, ông còn nhớ cái này không? Cái gì? À, ngày hôm nay tôi sẽ lấy lại nha. Không nha.
Rồi, ông sẵn sàng chưa? Ok nha, vô ông ơi. Từ ta, để suy nghĩ, để suy nghĩ cái đã. Ông có Lugia ở đó không? Có chứ. Thì mình đấu Lugia với Lugia trước đi, để coi như thế nào, để em Lugia của ông lên đầu đi. Ok, ok, ý cũng hay đó. Rồi, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng luôn. Từ từ. Để tôi sẽ... Rồi. Rồi, ok, vô. Ok, mày. Ready. Vô nè, này. Cái gì đây? Ui, bóng đêm đấu hình... với Lugia hắc ám nè. Đúng rồi, hình như con của ông hơi bị nhỏ nha. Đấu, cũng hơi nhỏ thiệt, công nhận hơi nhỏ thiệt. Nhưng mà tại nó chưa lên level thôi. Thôi chết rồi, để lộn, đá rét rồi. Ui. Có chiêu rồng nữa hả, what the hell. Tôi mới học mà. Ác chú bại, rồi, bay nha. Ui, chiêu này yếu thế nhờ. Thôi tôi cứ sử dụng một chiêu thôi. Ôi trời ơi, sao hoài ta. Đổi chiêu nè, đổi chiêu luôn. Em này mới mà, em này mới trong. Đổi chiêu luôn nè. Ok nha, đây nè, level 47 nha. Ôi, gỡ bỏ phong quán luôn. Đây, quả cầu này, quả cầu. Ui. Ui, mũi cắn luôn. Đãi tôi chưa lên level thôi nha. Tôi sẽ đổi Pokemon. Ôi chơi đổi kỳ cục. Ông nhìn con này ông thấy quen không? Ông thấy quen không? Thấy quen nha. Hôm qua mới đánh bại nó xong nhá. Không, hôm nay không nổ nha. Ok nhá. Không nổ này. Ôi. Sao vậy? Yếu vậy? Trốn tiếp đây. Bye bye. Trốn à. Trốn rồi. Thì ra trốn với chúng tôi này. Ôi. Ui, cái gì cơ? Ủa, trốn mà không nổ được cơ. Lên level 48 luôn, hấp dẫn. Ờ, sao kỳ vậy? Kỳ được, trốn với chúng tôi này. Ôi, trời, okay. Tôi sẽ ăn thịt này. Chưa fail rồi, what the hell. Hình như là ông chỉ trốn được có 5 lần thôi. Vô nè, đánh đi nào. Đây nè, quả cầu bóng đêm nè. Ui, trời ơi, bay luôn. Ôi, anh Đại, ơi em chào anh Đại nha. Anh Đại, ơi, chơi chiêu đi, chơi anh Đại với chúng tôi. Ấy, chơi đổi. Ủa, rồi, thôi xong rồi các bạn ơi. Thích đổi không? No, anh Đại hả? Vũ khí bí mật của chúng tôi đây này. Vũ khí bí mật này. Ui, ủa sao vậy vậy? Sao vậy? Này, xài lại chiêu giống ông luôn nè. Này thì xài lại chiêu này. Ui trời ơi, bà chữ vậy. Sợ nè. Chưa? Ơi sợ. Không này, sợ. Này, để kích liệu anh Đại cái nha. Ok. Bye bye anh Đại nha. Còn anh Đại khác. Anh Đại nào? Anh Đại nào nhỉ? Ôi. Đại, đại. À, anh Đại này được đi. Nha. Anh Đại này thì phải lấy ha, anh Đại này ra chị. Rồi. Ui vãi chữ còn Tyranita. Ui. Ôi trời ơi. Ơi, cái gì vậy? Lỗi rồi. Cái này lỗi. Lỗi server. Có lỗi server nha. Anh Đại ra nè. Ủa, anh Đại tàng hình luôn rồi. Anh Đại bị tàng hình rồi, ok. Cứ bính đi ông, Ok, nào. Ok. Trời đây nè. Tán cho con. Tán một tán này. Ui vãi chữ vãi chữ. Né chưa. Ok nha. Chấm điểm nha. Chấm điểm với chúng tôi hả? À. Ui, anh Đại tàng hình rồi. Ui. Tàng hình nè. Ôi. Cháy luôn kìa. Trời mưa mà vẫn bị cháy. Kinh. Vậy mới hay. Được rồi. Anh Đại tán lên cái nhẹ nè. Trời ơi rồi. Ui. Tiện nha. mạnh vậy. Tính tiền cái nhẹ. Tính tiền cái gì nè. Này, ok. Tính tiền Rudo luôn. Ok. Kinh. Ok nha. Ôi. Được mà đánh được nhát nha. Được rồi, bay lên nha. Bay lên okay, nè. Đố ông đánh kiểu gì? Ui. Bay đi. Chiêu của tôi là chiêu bắn mà. Quên. Rồi. Này thì bắn đây. Trời ơi, đây này. Ui. Thôi xong rồi. Được. Pokia này. Ui. Né. Lugia này. Trời ơi, may quá. Tí xíu. Lugia này. Ủa. Siêu chí mạng nha. Ui. Hay. Đánh giá cao. Xem này. Ôi à, đúng rồi, còn. Còn nhá. Được rồi. Của tôi hại nước mà ông quên nè. Chết rồi. Hại nước à. Đúng rồi. Hại nước với chúng tôi. Ok nha, giờ đánh lại nè. Sợ chưa? Chưa sợ. Đây nè, tôi tán nhẹ một phát nè. Bay luôn. Ui. Rồi xong. Xong. Thế là xong. Thế là xong ông rồi đó, tới là
Chưa 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 xong chưa xong. Xong mong rồi. Úi. Đấy, được chưa? Ổn chưa? Ok, ok, fine. Fine chưa? Quá ổn luôn. Ôi. Ổn luôn. Ôi. Ơi, hôm nay chắc là hôm nay mắt tôi mờ mờ sao á, không thấy đường đánh. Hẹn hẹn đây đây nè, huy hiệu như như lời hứa nha. Ok nhá, ok nhá. Ngày mai đợi ngày mai nha ông. Tập sau hả? Tái ngộ nha tôi là. Ok, bye bye ông nhá. Bye bye ông nhá. Ok các bạn, thì hồi nãy là mình do là mình hơi khinh thường đối thủ một tí, các bạn biết vì sao không? Tại vì đang đánh mà mình đi đổi con Lugia qua. Tại vì Lugia của mình hồi nãy là gọi là át chủ bài luôn rồi, khá là mạnh ở trong cái đội hình của mình. Tại vì nãy mình thấy tên là hình như là chắc là không đánh lại mình, nên là mình đổi mấy con khác để mà nhử nhử. Ai về đâu thua luôn các bạn ơi. Chắc là mình sẽ đi bắt, trời mưa này là mình nghĩ là mình sẽ đi bắt cái con Greninja để mà trả thù tên L mới được. Đậu xanh. Ngày hôm nay thì bắt buộc là phải bắt được con Greninja. Nghe nói con Greninja cũng có chiêu mạnh lắm, nhưng mà không biết đánh là huyền thoại không. Thì chúng ta cứ bắt trước đi, rồi nếu mà có cái gì trục trặc thì không sao đúng không? Thì nếu mà hên thì chúng ta sẽ gọi là có cái chiêu mạnh hơn để mà đánh với tên là. Ôi, để mình cho Rudon ra chỉnh thời tiết lại coi. Rudon chỉnh trời nắng được không? Ủa Rudon mình đâu? Ui, Rudon hóa ngục. Ui, bị tàn hình rồi. Ui, đậu xanh. Cái giấy. À giờ mình sẽ đổi qua Rudon lửa băng đi. Chỉnh trời sáng, đấy. Ủa, chỉnh trời hết mưa chứ. Rồi, ok. Và bây giờ mình sẽ đi tiến hành. Chúng ta sẽ bay qua cái khu đâm lây để mà mình đi thu phục cái con Greninja dạng gọi là, các bạn biết dạng gì không? Lửa băng đó các bạn ơi. Đó, không biết nó mạnh hay không nữa, nhưng mà để mà bay qua được đầm lầy thì hình như là bay qua hướng này thì phải nè. Theo như mình nhớ là vậy đó. Nghe nói con Greninja có một cái chiêu phi tiêu nước Shuriken Water đó. Là cái chiêu đó là cái chiêu mạnh nhất của nó. Và bạn nào còn biết được cái chiêu mạnh đúng với cái kỹ năng của Greninja thì có thể bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng đi học với cái chiêu đó để mà qua đấu với TL lại, trả thù lại các bạn ơi. Chứ đánh vậy là không ổn nha. Hồi nãy thì mình hơi khinh thường đối thủ một tí. Và mình sẽ khắc phục lại cho vào trận đấu sau mới được. Đây, tới rồi. Ngay khu vực, ui ngay khu vực thánh giá luôn nè các bạn. À đúng rồi, các bạn có biết là cái server này nè. Từ từ để mình câu, rồi mình nói với các bạn luôn. Server này là một cái server mở 24/24, tức là mở xuyên suốt một ngày luôn các bạn. Khi mà những YouTuber khác và mình á là không có vào game á, thì server vẫn chạy và những cái con Pokemon vẫn xuất hiện bình thường nha các bạn. Và hôm qua bạn nào có xem video của Nosus thì sẽ biết là có một cái thế lực hắc ám gì đó thì phải. Tại vì ngày hôm qua Nosus có bắt mấy cái con ở dưới địa ngục của các bạn có hình Sata. Ui, câu được cuốn sách chấm hỏng nữa nè. Ui hên thế. Nosus bắt được mấy cái con có hình địa ngục của Satan quỷ này nọ khá là ghê á. Không biết là có cái thế lực hắc ám này ở trong đây không. Tại vì dạo gần đây hay xuất hiện một số cái lỗi khá là ghê. Thì bạn nào biết thì bình luận bên dưới nha. Hy vọng là mình sẽ cố gắng phát hiện những cái thế lực 666 hay là mà này nọ, Hero Pride này nọ, mình sẽ cố gắng quay lại ở trong cái server này những cái điều bí ẩn ấy. Còn bây giờ thì mình sẽ cầu Greninja lửa băng thôi. Nghe nói cái khu vực này lửa băng nè, các bạn hãy chọn cái khu vực nào mà có đây nè, mấy cái đất sét nè, với lại gần Thunderstone đó, đó mấy cái màu này nè, nó hay, cái màu này là hay ra lắm. Tại vì đây là một cái khu đầm lầy nhỏ thôi, khu đầm lầy lớn thường các bạn sẽ khó mà tìm được Greninja lửa băng lắm nha. Ok, không biết là ngày hôm nay chúng ta sẽ đánh không biết là câu được con level mấy đấy. Ui cái gì vậy, một con cá chép các bạn ơi. Từ để mình lấy Lugia ra mình trị. Ui Lugia mình mạnh kinh khủng. Mình nghĩ là mình sẽ lấy Volcanion để trên, tại vì khi mà nếu mà mình có gặp Greninja thì đánh con này nó còn đỡ hơn. Ui từ từ đây, ok, chứ đánh Lugia một phát là bay luôn, không có bắt được luôn đó, khá là khó nha. Mình có đem Parkbone. Ok Lucery, thôi chết rồi, quên đem Netbone rồi anh em ơi. Không có netball nó rất là khó bắt luôn. Giờ sao ta? Nếu mà quay về thì cũng khá là tốn thời gian của mọi người nãy giờ đứng chờ đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ đợi thôi. Ok mọi người ơi, cuối cùng thì cũng câu được Greninja gọi là dạng lửa băng rồi các bạn. Wow, Greninja lửa băng này thấy không? Wow, ui các bạn xem này, cực đẹp luôn. Ui cái bụng nó hình như là có hình dạng lửa màu xanh nữa. Nhưng mà con này mới có level 38 à.
mình nghĩ là không nên đánh đánh với nó đâu, sợ là đánh cái phát bay màu luôn ấy. Chúng ta sẽ sử dụng Ultra Ball trước. Hiện tại không có đem Quick Ball theo để mà tăng 5 lần cái tỷ lệ bắt dính khi mà ở cái lượt đầu á. Ok, không có đem theo rồi. Mình với lại không có đem Net Ball và Dive Ball theo nữa. Ở đây chúng ta chỉ có Lucary. Lucary trong chờ và Lucary và Charmer Ball thôi. Mình sẽ cố gắng không bắt bằng những cái quả bóng Park Ball hay là Master Ball. Ui, trời tưởng dính chứ. Ok, cho nó đánh thoải mái đi. Cái con của mình, con này của mình trâu lắm. Tiếp tục lại là Charmer Ball. Con này thì nó không có nặng ký nên là không thể dùng Heavy Ball được rồi ha. Ok, dính không? Ui, không dính kìa. Tại vì mình không có đánh được nó chiêu nào đó, nên là không dính rồi các bạn ơi. Tiếp tục chỉ trông chờ vào Lucary thôi đấy mà. Con này không phải là huyền thoại nên là Charmer Ball cũng không có tác dụng. Nhưng mà thôi, giờ chúng ta sẽ chuyển qua Charmer Ball thử coi. Bát nè. Charmer Ball không có đem mấy cái Dive Ball, Heavy Ball, Dive Ball, Quick Ball và Net Ball nên là rất là khó bắt mấy cái con ở dưới nước ha. Ở đây chắc là mình sẽ sử dụng Park Ball rồi, hy vọng là mấy bạn tặng mình trong những tập tiếp theo nha. Ok. Bắt về đây cho nó nhanh các bạn ơi. Chứ bắt lâu quá tốn thời gian của mọi người ngồi đợi nữa đúng không? Đây, khu vực đầm lầy này khá là nhỏ nên là tỷ lệ xuất hiện cái con lửa băng cũng khá là hiếm. Và để mà tìm được mấy cái đầm lầy nhỏ nhỏ gì á thì không phải là chuyện đơn giản đâu nha mọi người. Mình xóa mấy cái điểm chết đi cái đã. Remove lại. Ok, đây, 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 đây và đây. Ok, đó vậy nhìn bầu trời nó sẽ sáng sủa hơn. Và giờ chúng ta sẽ cùng xem Greninja của chúng ta như thế nào đây. Không biết con này mạnh không, nếu mà mạnh mình sẽ thay cho Volcanion. Đó. Greninja lửa băng anh em ơi. Wow, wow. Quá đẹp luôn á các bạn ơi. Trời, nó có hai cái phi tiêu ở bên hai cái đùi nè. Và màu của nó là màu xanh dương và màu đen rồi, tượng trưng cho lửa và băng. Lửa băng á các bạn, lửa băng là cái lửa màu xanh á. Lửa không phải là lửa màu đỏ đâu. Lửa băng này nó sẽ màu xanh dương như thế này nè. Nhưng mà con ếch này thì con mắt nó cũng có lửa băng giống như Rudon luôn các anh em ơi. Đây, chúng ta sẽ cùng so sánh giữa Greninja lửa băng và Rudon lửa băng. Mình thấy là Rudon đẹp hơn, tại vì Rudon màu nó đậm, nó nhạt hơn. Con này màu đậm thì mấy cái chỗ càng đậm thì không đậm, chỗ càng nhạt thì không nhạt. Nhìn Rudon thì thấy đẹp đúng không? Màu của Rudon thì màu đen hình như nó đậm hơn hay sao á. Và ở trong bụng của con Greninja này thì toàn là lửa thôi các bạn à. Để mình xem skill coi. Xem hệ trước. Hệ bóng đêm và hệ nước à. Ok, đây là dạng shiny. Ui, có nhiều dạng phát nha. Ui, Pisemon Greninja zombie. Đây là dạng zombie nha các bạn. Oh, dạng zombie nhìn cầm hai cái gì á. Không phải là cầm phi tiêu nữa, cầm dao luôn, cầm kiếm luôn các bạn ơi. Ui, cái này là dạng làng lá nè các bạn. Có đeo cái huy hiệu của làng lá trong Naruto nè. Đây là dạng zombie. Ui, nhiều dạng phết nha. Dạng Ultra nữa nè. Wow. Ui, mình bắt được dạng ác quỷ đó thì nó mới dữ á. Ồ, hai cái đùi có hai cục lửa đó các bạn ơi. Để mình xem thông số của con này coi. Thì con này nó tốc độ là 104 và giáp thì cũng khá là yếu, để mình cho nó ăn mới được. Không biết là cái chiêu nào mạnh nhất của nó nha. Substitute hả? Phải chiêu này không ta? Mình sẽ thay cho chiêu gì ta? Ở đây có chiêu Ground nè, thay cho chiêu Ground trước cái đã. Rồi, ok. Tiếp tục cho nó ăn. Ở đây thì chúng ta có rất là nhiều kẹo từ mấy bạn pha rồi ha. Chiêu này hồi máu đúng không ta? Replay là hình như là diễn kịch hay sao á. Chúng ta chỉ tạo cho một, giống như là tạo ảo giác ở trong Sharingan, trong Naruto đó các bạn. Tạo một cái thế giới gì đó. Mình nghĩ là mình sẽ thay cái chiêu này cho chiêu động đất đi, spy nè. Ok, chắc là mình sẽ lên Google để mà mình tra thông tin về con ếch này rồi, để chọn cho những cái chiêu gọi là đúng nhất cho con Greninja này thì nó sẽ mạnh hơn ha các bạn. Như vậy nó sẽ hợp lý hơn và đỡ phải gọi là thay đổi chiêu liên tục, với lại không bị mấy bạn nói mình là luyện chiêu tào lao cho nó nữa, mất công lắm. Mình sẽ nghiên cứu thật là kỹ. Nghiên cứu kỹ á, thì đội hình mình mới mạnh được, giống như con Rudon của mình vậy đó các bạn. Với lại Lugia đó, hai chiêu đúng mạnh luôn, có thể căng cả đội hình đó. Nãy thì mình hơi sơ suất thôi. Ok, chúng ta sẽ thử cái chiêu Exchange Story nè. Ui, mạnh kinh khủng vậy. Con ngựa nãy là hệ gì ta? Để mình thử với mấy cái con hệ này cái đã. Thí nghiệm cái đã, sau này đi thách đấu với người ta sao. Con này là hệ đá đúng không? Hệ đá thì mình sẽ đánh thử cái chiêu đó thôi. Ok, hệ đá mình sẽ thử cái chiêu này nữa nha. Ui, con này có thể đánh được hệ đá. Hình như nãy TL có cái con Pokea là hệ rồng. Là mình cần phải tìm một bé hệ rồng mình đánh.
ở đây là không có bé nào hệ rồng luôn á các bạn ơi. Để mình thí nghiệm á, rồi sau đó mình mới rút ra được kinh nghiệm và mình sẽ chiến thắng được đối thủ. Đó là những cái bài học. Đây, ở đây hệ đá thì chúng ta sẽ thử qua một cái chiêu mới thôi nha. Ở đây chưa học được Water Shuriken ha, chắc là lên level cao một xíu nữa. Đây, thử tuyệt chiêu ảo giác thôi. Ảo giác thì không có tác dụng với hệ đá, và sẽ làm hệ đá nó không có gây đam. Thử hệ bóng đêm. Bóng đêm thì cũng có thể gây với hệ đá nhưng mà đam nó rất là yếu. Ở đây chỉ có chiêu Strength Sensory này nè, khá là mạnh luôn. Ôi, mình thấy đánh giá cao cái chiêu này rồi đó nha. Bây giờ mình sẽ tìm thôi. Mấy bạn có thể bình luận những cái chiêu gốc của nó nha các bạn. Mình tìm một bé hệ rồng mà không thấy nha. Khu này có vẻ hơi ít á. Ở đây là hệ giác đấu nè. Hệ giác đấu chính gốc luôn á. Ok, thử đánh cái chiêu nãy nữa coi. Chiêu này chiêu này mạnh phết anh em ơi. Hệ đá, hệ giác đấu với lại mấy hệ thường là mình bị xử bởi cái chiêu hệ tâm linh của mình hết. Wow, giờ tìm hệ rồng thôi các bạn à. Đây nè, con này hệ gì? Con này không biết hệ gì luôn, hệ thường đúng không? Thường mấy con chim bay trên trời thì thường là hệ thường thôi. Không xuất hiện bé nào hệ rồng hết ta. Ở đây, tưởng nó con shiny, bây giờ đó là một cây berry bình thường thôi. Không có bé nào hệ rồng ở khu vực này nhờ. Đáng lý ra mấy cái vùng núi này là phải xuất hiện chứ. Mình nhớ mấy bữa mình không đi tìm thì nó lại xuất hiện. Thiệt là hư cấu quá. Ở đây chỉ còn mấy con hệ đá thôi. Để bây giờ mình sẽ qua thử với con hệ đá đó thử coi. Nhảy xuống Rudon. Ui vẫn vắt máu anh em ơi. Nhảy hơi ngu người. Nghe nói khu này bên đây cũng sẽ xuất hiện nhiều lắm nè. Đây, thử đánh với con hệ đá Raveler thứ ơi. Hình như là cũng gây đam luôn đúng không? Bắt đầu gây đam yếu lại rồi. Tại vì level nó cao lên. Vì vậy là không ổn rồi. Sub chi chiều này không ổn luôn. Vậy là mình sẽ bỏ cái chiêu thể thường kia. Ảo giác này thì cũng không có gây đam với con Raveler này. Mình nghĩ là chúng ta sẽ sử dụng chiêu hệ bóng đêm. Bây giờ mình sẽ tìm đánh thêm một bé đó nha. Để test được cái hệ của nó. Con này hệ gì? Con này hệ lửa đúng không? Ok, thử đánh với bé hệ lửa thôi. Một cái chiêu hại tiếp tục. Cũng gây đam được. Nói chung là cứ giữ chiêu này lại là ok. Rồi, sẵn luyện skill cho Reninja luôn. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ về mà tập sau mình nghĩ là sẽ cho nó lên level các bạn ơi. Tập sau thì đúng chiêu của nó hơn. Ok, và mình nghĩ là tập này tới đây thôi. Nếu như các bạn thích cái tập này của mình thì quên bên lại một like. Bạn nào chưa đăng ký thì hãy nhớ ấn đăng ký. Bạn nào ấn đăng ký rồi thì bấm vào cái chuông giúp mình nha. Và mình ra video vào lúc 6 giờ chiều hàng ngày trên kênh Geocast. Còn bây giờ thì chúc các bạn một ngày tốt lành. Hẹn các bạn ở tập tiếp theo của Minecraft YouTuber Pixelmon. Bye bye.